Tử vi tuổi Ất Hợi 1995, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Ất Hợi là những người có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ kiên trì đến cùng. Chừng nào chưa chinh phục được mục tiêu, họ sẽ không dừng lại. Họ thích hợp tham gia vào công việc tập thể, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của tuổi Ất Hợi luôn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. Họ biết cân bằng giữa công việc và gia đình, dù rất bận rộn với công việc, nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc tổ ấm của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Ất Hợi 1995, mệnh sơn đầu hỏa, không quá đào hoa. Tuy cũng có sức hấp dẫn riêng, nhưng không tới mức ong bướm theo hàng đàn. Đường tình duyên của bản mệnh cũng không được suôn sẻ. Gia chủ sẽ rơi vào vòng xoáy của tình yêu với những người đàn ông đã có nơi có chốn. Đôi bên nảy sinh tình cảm sâu sắc, nên trước sau cũng sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Theo kênh Phong thủy Gia Cát, tuổi Ất Hợi nên chọn người yêu từ những người bạn xung quanh mình thì khả năng thành công và có được hạnh phúc sẽ cao hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào người ấy cũng có tình cảm ngay với mình. Nhưng nếu bản mệnh quyết tâm thì ý trung nhân hoàn toàn có thể bị rung động trước tình cảm chân thành của bản mệnh. Nhưng gia chủ tuổi Ất Hợi vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ, nhiều fan còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân xung quanh mình. Cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, gia chủ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Hợi sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Tuổi đời còn trẻ nên gia chủ tuổi Ất Hợi có thể cảm thấy hoang mang khi mới bước chân vào công việc. Gia chủ cần chủ động tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè, chia sẻ để nắm bắt thông tin chính thống, tránh tình trạng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tháng này, bản mệnh sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất.
Gia chủ tuổi Ất Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, nếu gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý, thì bản mệnh đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp gia chủ giành được cảm tình của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, cần cẩn thận chuyện kỳ tà giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt khiến bản thân vướng rắc rối pháp luật. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên rằng bản mệnh cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chưa thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Hợi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể có một vài bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Ngoài ra chuyện học hành hay xin việc có chút tốn kém, nên bản mệnh cần chuẩn bị sẵn các khoản tích lũy để đề phòng. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện gia chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Gia chủ tuổi Ất Hợi nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra. Cơ kiếm được nhiều cũng sẽ cháy túi. Gia chủ nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì đến với mình. Ngoài ra để nắm bắt được thời cơ tốt, các gia chủ tuổi Ất Hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp gia chủ xua đuổi được những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc, con đường làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, gia chủ tuổi Ất Hợi vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và bản mệnh không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Gia chủ tuổi Ất Hợi có thể sẽ tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của gia chủ, cũng cố gắng để chia sẻ mà không thành công. Quý gia chủ có thể tìm vui bên bạn bè xấu khiến cho quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho những người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cần cẩn trọng kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ người mình đang sống trong hạnh phúc. Vậy nên, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Ất Hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những người tuổi Ất Hợi còn đang độc thân, sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Ất Hợi tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Nhắc nhở gia chủ tuổi Ất Hợi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Gia chủ có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Bản mệnh cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi bị té ngã, tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya, kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc. Mệnh chủ đổ bệnh lúc nào cũng không hay. Những người tuổi Ất Hợi còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, gia chủ nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe, bỏ bê bản thân.
Những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Ất Hợi sinh năm 1995. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch của những người tuổi Ất Hợi để bản mệnh có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, nạp âm, gia trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục. Xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Ất Hợi trong tháng 6 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6, từ ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp sát, kỷ tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 6, từ ngày 1 tháng 8 dương lịch, nạp sát, tân tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Ất Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để bản mệnh có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch, mùng 8 tháng 6, tức ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp sát, bính dần, nạp âm, lô trung hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6, tức ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp sát, mậu dần, nạp âm, thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Ất Hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bản mệnh hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.